Xin chào các bạn, mình rất vui được gặp lại các bạn ở hôm nay. Thì ở cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách làm trắng răng, sạch các mảng bám ở trên răng hiệu quả. Thì các bạn, đầu tiên các bạn hãy chuẩn bị cho mình cà rốt. Các bạn hãy bào nhỏ nó nha các bạn. Cà rốt mài mỏng và bây giờ các bạn hãy chắt lấy một thìa nước cốt. Một thìa nước cốt cà rốt nha các bạn. Thuốc đánh răng các bạn hãy cho một thìa. Băng kinh soda các bạn hãy cho một thìa. Dầu dừa. Dầu dừa các bạn nhé, các bạn hãy cho một thìa dầu dừa. Rồi các bạn trộn đều hỗn hợp này lên. Các bạn hãy dùng bàn chải lông mềm cho bàn chải nhúng vào hỗn hợp này và chúng ta chải răng. Các bạn chải răng nhẹ nhàng và lưu cái hỗn hợp này ở trên răng từ 2 đến 3 phút. Một ngày các bạn hãy làm 2 lần sáng và tối trước khi đi ngủ nhé các bạn nhé. Sáng ngủ dậy và trước khi đi ngủ. Các bạn hãy cố gắng làm một tuần, một ngày 2 lần để có cái kết quả tốt nhất nha các bạn. Video của mình kết thúc ở đây rồi. Các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha các bạn. Chúc các bạn thành công. Tạm biệt các bạn.